về đến nhà rồi. Nói chung là say, say à? Lại say à? Say à? Nhưng mà cũng không về nhà rồi. Hết đường nhựa rồi, sang đường đấy. Mở cửa ra phải khóa rồi. Chứ mở ra thì bảo mở chứ từ sớm thì cứ sợ. Đây rồi, để trái vào đây. Cũng hết thuốc, cũng may mà cũng vừa hết thuốc vừa đến nơi đúng không? Vừa đến nơi. Đấy, đoạn này mở cửa ra như đi bộ rồi. Đấy, trong này còn hiện đại hơn ngoài phố, có điện, có áp. Nó là nó buồn đi giải quá mà nó nhìn tứ ở sân Tây đến đây. Thế thì không bảo chứ không mở mồm đâu mà bảo chứ khổ. Cháu đi giải cái còn làm đi giải nhá. Thôi, đỗ xuống đây con đi. Thôi. Thôi về đến đây thì còn độ 3 phút. Vài vòng. 3 phút nữa thì tí nữa tao ưu tiên cho đi tắm trước. Cẩn thận nó nhìn rồi. Thôi cái gì? Vỡ bọc đái á. Vỡ thế nào? Nắc mấy cái vòng sóc. Đã chịu được thì cố chịu đi, đây tao quay phim ở đây rồi. Thanh niên này mà vỡ bằng đái còn xấu hổ hơn. Đoạn đấy đổ nốt bê tông chưa? Chưa mà điện điện cũng chưa. Từ đến năm ngoái năm nay cũng chưa đổ. Ai à, đổ phải có tiền cơ. Đổ nốt bê tông chưa? Đâu phải đơn giản. Ôi trời ơi. Nó độc đoạn mà không đổ nốt đi. Chết cái ở trên này nó thừa dần. Có mấy nhà ở đây bảo mỗi nhà nộp 15-20 triệu thì chịu nào được. Lấy đâu ra tiền. Nặng quá. May may mà này không mưa đấy nhá. Ờ được phải không mưa. Ở mình mưa như nếu mà không mưa. Nếu mà đông dân chia ra mỗi nhà ít thì chả phang đi luôn thôi. Đấy điện cũng chỉ đến đây là tắt ngóm rồi. Ờ. Thế thì cáp cũng từ đây này hết rồi. Mà đường thì cũng chỉ tới đây thôi. À vẫn có là vẫn là mưa trên này, nó vẫn có vũng nước đó. Nhưng mà hôm nay trăng sáng đẹp mà. Vẫn có vũng đó, trăng sáng đấy, dòng rồi. Về vẫn vũng nước đó. Có cái đoạn này mà không bảo nhau là đổ trong trong đấy. Mình trăng cứ có cây đa. Ở mình mà tới này là đổ rồi đấy nhé. Cái chỗ đất của mẹ một người không đổ cho thành dở cả đấy chứ không phải đơn giản đâu. Ba người một người không chịu bỏ tiền, một người không chịu bỏ tiền đấy. Thì ba người không chịu bỏ tiền còn cả làng ấy, xong lại còn chơi kiểu chặn nhau lại không cho đi nữa đây này. Ừ, thế bản mình chả thế. Cho cái đường xuống ở đây có chặn được không? Ở đây có mỗi một cái đường này, chặn nào được. Với cả đa phần là không nộp được. Ví dụ như đè ra mà muốn đổ lên trên này mỗi nhà phải mấy chục triệu. Mà đấy là nhà nước nó còn cho gần hết rồi, chỉ tính tiền công tiền đấy thôi. Tiền thuê xe, thuê ru, thuê các thứ. Sợ. Làm cái cổng lên hẳn, ô tô lên hẳn trên nhà nên không làm nữa. Có xe đâu. Cổng với bếp đường máy tiện. Cổng ý chú lên vẫn lên được, vẫn đỗ xe được. Hỏng hết hoa. Cứ lên luôn. Lên luôn. Hỏng hết hoa. Hỏng được. Cứ chú cứ lên đi. Không, trèo lên đây là hỏng đấy. Hoa nào? Hoa này. À, hai bên này á. Ờ. Thế thì thế này. Có lên được không? Một bánh rồi. Lên thì lên vẫn lên được mà nó hỏng. Thôi chú lên đi. Thôi nên làm gì nữa. Chẳng lên thì mình đéo gì. Uầy, nghẹt mảnh lắm. Ai da.
ấy mọi người lấy đồ nhá. Lào ơi, Lào ơi, xin chào. Nào ơi, ôi ôi ôi, có con muỗi đốt à? Muỗi đốt hôm qua, tối hôm qua rồi. Ngồi đây chơi nào. Ê, bé tí nào. Nha, ở đây đi ra. Đây. Thơm cái nào. Không theo đâu. Khóc đi. Khóc đi. Không khóc nhỉ? Ơ không khóc à, quay mặt đây nào. Thơm cái nào. À.